Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đến với tựa game này nhé. Thì vừa mới vào game thì các bạn sẽ thấy có hai cái rương. Thì đầu tiên là cái rương có cái đầu này, thì các bạn chỉ cần đi qua đi lại cho nó hiện cái thời gian lên là được nhé. Thì sau khi hết cái thời gian đếm ngược, các bạn quay lại nhận thì sẽ được nhé các bạn. Tiếp theo là cái rương bên cạnh, thì cái rương này nó yêu cầu các bạn phải đạt được cấp 10 của Gun Ball thì các bạn mới nhận được. Thì cùng theo chân mình qua bên Gun Ball nhé. Khi các bạn qua bên Gumball ấy, thì bên này nó sẽ có chỉ có mỗi logo của Gumball thôi, thì các bạn lựa nó sẽ dễ dàng hơn. Thì nó có rất nhiều cách để mà các bạn nhận được Gumball nhanh ấy. Thì các bạn có thể tham gia mini game, hoặc là các bạn có thể nhận ở trong cái máy tự động ở trong cái trường học. Sau khi các bạn đạt được cấp 10 ấy, thì các bạn sẽ quay lại chỗ có cái rương để nhận cái kính nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là MQ Gaming. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.